em quay trở lại với kênh của Zika chúng em. Đầu tiên là hãy tặng chúng em một cái like cũng như là chưa đăng ký kênh hãy đăng ký kênh về đồng hành Zika chúng em. Và ngày hôm nay Zika chúng em lên sóng với các anh em một video. Video này sẽ là cái video hướng dẫn các anh em cái cách tinh chỉnh và làm chủ một thiết bị rất là quan trọng cho bộ dàn karaoke của chúng ta. Và đặc biệt là ngày hôm nay đồng hành cùng Zika chúng em đó là chiếc đẩy X22 Pro DAC Living Time, một trong những chiếc đẩy mà nó sẽ thay thế. Đây là một chiếc đẩy mới ra mắt nhé. Nó sẽ nhắm vào cái phân khúc karaoke gia đình chuyên nghiệp hiện nay. Và nó sẽ thay thế cho anh em những cái nền tảng trước đây như là X7 DAC này, D50S này. Đấy, thì hiện nay phiên bản này nó sẽ chuyên nghiệp hơn, công nghệ hơn, dễ sử dụng hơn, rẻ hơn D50S, giá có 9 triệu đồng. Chất lượng quá ok. Các anh em cứ đến tại công ty chúng em để trải nghiệm nhé. Ok, đến với chủ đề chính. Các em có thể nhìn lên giao diện, cũng như nhìn lên màn hình để sẽ thấy được cái giao diện của chiếc X22 Pro Living Time này. Đây là một chiếc đẩy liền vang mà nó có một cái hình thức nó cũng khá là tương đồng với phiên bản đàn anh của nó, đó là phiên bản X23 Pro. Thì nói về sơ qua về hai sản phẩm này, riêng đối với X23 Pro thì nó sử dụng con chip khủng, một con chip dành cho sự chuyên nghiệp cao cấp với không gian như là bar, pub hay là không gian ngoài trời, hội trường hay sân khấu. Còn đối với phiên bản 22 Pro này thì nó sẽ là một cái phiên bản sử dụng con chip dành riêng cho phân khúc karaoke gia đình. Nó sẽ giúp chúng ta dễ sử dụng hơn, làm quen nhanh hơn, khai thác được hết tất cả các tính năng của nó hơn. Và điều quan trọng nhất là nó giá thành rất hợp lý trong phân khúc karaoke gia đình. Thì các em sẽ xem, cùng em xem video này thì sẽ thấy được cái sự tiện ích và dễ dàng sử dụng của phiên bản này. Đầu tiên chúng ta sẽ làm quen với tổ hợp phím và các nút chức năng. Trên phiên bản X22 Pro này thì nó sẽ có rất nhiều những các nút, thì đi đến em sẽ đến cái phím nào, nút nào, tổ hợp phím nào em sẽ hướng dẫn các anh em và giải thích luôn các anh em để các anh em hiểu luôn nha. Đầu tiên là chúng ta sẽ có phím nguồn, và đây là cái phím nguồn chúng ta muốn sử dụng, chúng ta sẽ bật lên, kích hoạt lên. Đó. Kích hoạt lên và chờ cho đến 3 đến 5 giây thì nó bắt đầu nó sẽ loát. Đây các anh em thấy loát đinh chưa? Đấy. Và các anh em thấy các con số chạy không? Vì sao nó lại chạy, vì sao bên effect nó chạy đến 45 nó dừng, vì sao mic nó chạy đến 20 nó dừng, vì sao music nó chạy đến 15 nó dừng. Đây là em đã đặt giới hạn limit của nó rồi, có nghĩa là cái limit khởi động đấy. Thì em đã đặt, cái này nó rất là quan trọng giúp cho bảo vệ tốt cho cái hệ thống loa của anh em. Đấy. Thì chúng ta em sẽ hướng dẫn cái cách để làm như vậy. Video hơi dài nên mong các anh em cứ theo dõi hết nhé, để đồng hành cùng Zika chúng em. Phía bên này chúng ta làm quen từ phải, từ trái qua phải đi. Đấy. Chúng ta sẽ làm quen từ trái qua phải, có nghĩa là từ bên này sang bên này. Thì đầu tiên chúng ta sẽ có những cái phím nó nhỏ nhỏ xinh xinh ở đây. Nó sẽ có từng cái chức năng một, như sẽ 1, 2, 3 phím này. 3 phím này thì nó sẽ tương ứng như khi chúng ta nghe nhạc qua cái cắm USB này. Nó sẽ next bài này, và lùi bài, dừng và chạy ở đây khi chúng ta nghe qua USB. Đó. Và 3 phím này thì nó lại tương ứng như các tính năng như sau. Trên input em sẽ zoom máy lại gần hơn một chút nha, các em có thể nhìn đấy. Đấy, em nhìn thấy input không? Em ấn ở đây thì các em sẽ để ý vào cái tham chiếu trên này. Cái màu cam nó chuyển đi đâu thì chúng ta sẽ nghe ở cổng đấy. Ví dụ như đây chúng ta sẽ nghe BGM. Đấy, ví dụ sang đây chúng ta sẽ nghe MB3. Thì MB3 hiện tại nó không có USB thì nó sẽ báo no USB. No USB file driver. Đó. Tiếp tục em sẽ chuyển về Bluetooth thì nó sẽ sáng Bluetooth, và tiếp tục chuyển sang SPD nó sẽ là phần cổng quang. Chúng ta tiếp tục AUX thì nó sẽ chuyển sang AUX. Đó. Đó là cái phần trên này. Còn tiếp tục phần dưới, là Model Kai. Đấy, thì chúng ta sẽ có lựa chọn các chế độ sử dụng các tính năng. Con này nó sẽ set được 6 cái chế độ tương ứng như M1, M2, M3, M4, M5, M6. Là từng chế độ nó sẽ có từng cái tính năng riêng. Ví dụ như chế độ 1 chúng ta sẽ có một cái tính năng hát karaoke nguyên vật, nên sử dụng mic nguyên vật cho những cái giọng ca chuyên nghiệp. Đây, thì đang M1. Chúng ta muốn chuyển thì ta ấn sang M2. Em nhìn nhá, nhìn nó sẽ chuyển sang M2. Đấy, đấy. Thì chúng ta sẽ có cả vật và echo. Chúng ta sẽ ấn sang M3 thì nó sẽ chuyển sang M3. À đây em xin lỗi, đang ấn nhầm. Đó, em sẽ chuyển sang ở đây, ở giữa đây. Chúng ta ấn sang M3 thì nó sẽ là nguyên echo không? Đấy, để chúng ta hát giống như trên âm ly các anh em ạ. Đó. Còn chuyển sang cả M4 nữa. Đấy, M4 thì chúng ta sẽ sử dụng như là nghe nhạc, xem phim, giải trí bình thường.
M5 là sử dụng cho những hệ thống âm thanh vòm, và M6 là dùng cho NC. Lúc đấy chúng ta phát biểu thì cái tiếng mic sẽ nhạc nó sẽ tự động, cái con chip thông minh nó sẽ tự động dìm cái tiếng nhạc chúng ta và đưa nổi cái tiếng mic lên. Và để chọn được những cái tính năng đấy thì chúng ta là phải sử dụng thêm cái điều khiển, vì trên điều khiển nó sẽ có thêm loại M5 này. Và tiếp tục M6 này. Và quay lại M1 thì chúng ta ấn M1 thôi. Đấy. Thường thường em sẽ set cho các em về cái tính phổ thông của M1, các em dễ dùng nhất. Đấy. Vừa có vợt vừa có echo. Đấy. Đã xong nút này nhá. Tiếp tục xuống cái nút system này. System này thì chúng ta sẽ gần như là nó sẽ liên quan đến 1, 2, 3 và một vài cái tính năng nữa. Em sẽ mở cái giao diện của system lên nhá. Và em sẽ zoom máy lại gần các em nhìn nhá. Các em có thể nhìn rõ được hơn không? Và em sẽ lưu lại. Em sẽ zoom lại một chút nữa. Cái này nó sẽ là để cho điều chỉnh các em như là Music Max Volume. Đây, Music Max Volume thì các em có thể là điều chỉnh được nó to nhỏ. Đây là cái gọi là cái khống chế đấy. Cái khống chế. Chúng ta muốn nó to đến ngưỡng nào chúng ta có thể là, đây ví dụ như là em có thể đặt max kịch tầm cho em là 80, thì đến lúc các em có thể mở căng lên 80. Nhưng trên con đẩy X22 Pro này rất là khỏe, xét với những đôi loa tầm độ 400-500W thì em sẽ để tầm 50. Nhìn nhé, đây cái nút effect này nó cũng là cái nút để mà chúng ta ra lệnh cho những cái tính năng này. Em sẽ zoom máy lại gần. Đấy, zoom máy lại gần hơn một chút này, zoom tiếp này. Thì này nó sẽ không nhìn thấy được cái phím effect, cái phím này khi em quay. Đấy, nhưng mà các em nhìn ở màn hình thì nhớ cho em cái thao tác là sẽ dùng vào cái tay ở màn hình, cái phím này. Đấy, em sẽ để 50 này. Đây là cái giới hạn nhé, limit. Cái đây là cái Music Max, còn chúng ta có thể giới hạn cái công suất nó đưa ra. Chúng ta chỉ cho giả dụ như Max sinh bùm nó được 80 thì mình để 50 thôi, giảm đi 30%. Tiếp tục. Đây, các em có thể gọi xuống dưới. Các phím điều hướng thì chúng ta sẽ kéo xuống. Đây là mic max volume, chúng ta có thể để 50 hoặc là để thấp hơn. Vì mic chúng ta không cần cao thì em sẽ để tầm độ 30 là kênh kịch sàn rồi. Đó. Tiếp xuống effect thì em sẽ để tầm 55-56. Nghe các em đến lúc các em vặn lên tầm 57-58 nữa xong không lên được nữa. Đây, sang phần bên này là cái phần mà ban đầu mà em mở lên, mà cái khởi động cái nguồn của con đẩy 22 này lên thì bắt đầu nó sẽ có những cái con số nhảy, nhưng mà các em có thể nhìn thấy là như giới hạn 45 này hoặc là 20-15 với em nói ở đầu video, thì là cái phần này nó sẽ là cái phần để mà mình giới hạn được cái phần đấy, như music in này hay mic in này đấy, và effect in, có nghĩa là chúng ta muốn đặt nó ở cái ngưỡng nào chúng ta có thể điều chỉnh ở cái ngưỡng đấy. Đó, đấy là cái phần mà ở trong cái phần cái phím tổng hợp system này. Đó. Tiếp tục sang những cái phím điều hướng này thì cũng giống như tương tự như các anh em ban nãy đấy. Các em có thể điều chỉnh như là nó sẽ gọi ở cái lệnh này. Gọi ở lệnh này là 1 này. Đấy, điều chỉnh sang, điều chỉnh lên, điều chỉnh xuống. Đấy. Quay trở lại. Đấy, cái phím quay trở lại đây. Đó. Là tổng hợp luôn cái phím này. Cái phím này nó còn gọi được thêm bên này nữa. Chúng ta sẽ chuyển sang bên này. Như các anh em có thể là nhìn cái phím này. Em sẽ zoom máy lại gần. Và đây các anh em có thể nhìn thấy mic tông và effect tông và music tông. Thì đây chúng ta sẽ tương ứng như là chỉnh ở phần dưới là phần music tông này. Music tông thì nó cao này thì lại rất là dễ chỉnh ở cái phần mic và music. Nó sẽ có một cái hàng tham chiếu giống như cái cột của cái giống như cái phần equalizer. Chúng ta có thể chỉnh này. Đây, ở các dải tần số. Đây, các em có thể yên tâm để chỉnh nhá. Đây, để muốn chỉnh được thì các em nhìn thấy cái phía trên này đang có màu cam không? Chúng ta sẽ dịch chuyển này. Chuyển sang cột bên 13Hz này, chuyển sang 40Hz này, chuyển sang 1K, chuyển sang 2K5, chuyển sang 6K3, chuyển sang 10K. Đấy. Thì chúng ta muốn lên thì một là chúng ta sẽ ấn tổng hợp phím ở phía trên, hai là chúng ta sẽ sử dụng control. Control thì nó quay rất là nhanh. Đấy, các em có thể nhìn thấy cái nó chạy không? Cái viền mà cái chỉ màu cam nó chạy, em zoom máy lại gần hơn một chút này. Đấy. Các em có thể nhìn thấy cái viền màu cam nó chạy không? Đó. Tiếp tục ta sẽ chuyển. Đấy. Đây là phần chỉnh của cái phần Music EQ. Rất dễ dàng nha các em nha. Chúng ta đến với cái phần Mic EQ đi. Mic EQ cũng tương tự. Đấy, Mic EQ cũng tương tự. Chúng ta muốn chỉnh ở cái dải tần nào chúng ta chỉnh. Con này dễ chỉnh. Nói thật, bác anh em là không biết gì một chút gì về công nghệ, một chút gì về ấy nó dễ chỉnh. Con này thậm chí nó còn dễ chỉnh hơn cả âm ly. Hơn cả âm ly nhá. Đấy, đây là phần Effect cũng rất dễ chỉnh này.
Đó. Rất nhiều tính năng các bạn nhé. Echo volume này, echo reverb phải trái này, reverb này, này echo cộng echo reverb này, tất cả rất dễ chỉnh. Ok, đấy là cái phần mà mấy cái phím điều hướng đấy nó cũng liên quan, phím này liên quan gọi phím này nó sẽ liên quan điều hướng, bốn cái điều hướng này nó sẽ liên quan đến ba cái phím tổng hợp như là mix, effect, music, là liên quan đến cái phím shifter này nữa. Đấy. Và bên này thì đơn giản hơn, bên này thì nó tương ứng như là chúng ta sẽ có volume của effect, volume của mix, volume của music, thì ba cái này rất đơn giản các bạn vặn. Đây, nó tương ứng nhá, nó tham chiếu luôn trực tiếp vào màn hình. Đấy, tham chiếu trực tiếp màn hình luôn. Bên này cũng vậy. Còn về phần dưới này thì như em vừa nói USB và PC, còn nó sẽ cắm cáp vào để sử dụng máy tính. Bên này là phần USB. Đó là trên cái sản phẩm. Còn đến với cái điều khiển thông minh thì sao? Đến với cái điều khiển thông minh thì các em có thể nhìn thấy điều khiển thông minh đây. Đây là cái điều khiển thông minh mà nó sẽ gọi được gần như toàn bộ tính năng. Đầu tiên chúng ta sẽ có một cái, các em nhìn thấy cái loa này không? Đang ngồi mà ngồi nói chuyện với bạn mà những cái hợp đồng ký kết nó cần phải rõ từng câu chữ mà nhạc đang mở, chúng ta phải tắt đi. Để ngồi từ cách khoảng bộ dàn mười mấy, 2 mét, 20 mét có thể tắt đi. Đó. Hoặc là đang ngồi mà nghe nhạc mà nóc nhà gọi có vấn đề gì chúng ta tắt đi, nghe nóc nhà nói xong ta bật lên. Đó. Bên này thì có tổng hợp như là Bluetooth này, BGM này, AUX này, Optical này, MP3 này. Thì em đang nghe AUX, em ấn vào AUX đây. Đó. Ở đây là sẽ có dưới này thì cũng như là next bài và chọn M4, M5, M6 ở đây, M1, M2, M3, M4, M5, M6. Phía này thì có volume của mic này, to nhỏ volume mic này. Các em nhìn không? Bên này là volume to nhỏ của nhạc này. Đó. Bên này là effect, tăng effect, giảm effect. Đây, còn cái này nữa. Cái này nó có tăng giảm tông nhá. Này. Giảm tông, em tăng nhạc, em cho to nhạc lên các bạn thấy. Em đang đây, đang để bình thường nhá. Nào bác nào mà lớn tuổi mà giọng yếu, hát những bài nó ấy quá, giảm đi một tí là du dương được, hoặc là tăng nhanh một tí. Đấy, nhanh lên nữa. Rất hữu ích. Còn nữa, ở trên này thì nó có 1, 2, 3 feedback cấp độ 3. Thường thì em sẽ để cấp độ 1 cho các em sử dụng thôi. Và tăng giảm bass music này, chung này, chép này. Đó. Trên cái này thì nó trên 2, 3 thì nó sẽ có tăng giảm bass, chung, chép, còn mic nữa. Nhưng trên cái này thì nó chỉ có nhạc thôi. Cũng là quá là tiện ích rồi, phải không các bạn em? Quá là tiện ích rồi. X23 Pro DAC. À, em xuống đến X22 Pro DAC Rimetime. Một trong những chiếc đẩy liền vang phải nói là rất là tuyệt vời trong thời điểm hiện tại, với giá 9 triệu đồng. À, vừa rồi là video em có hướng dẫn các em cách chỉnh và làm chủ cái sản phẩm này. Và sản phẩm này thì đang có bán tại JK Audio chúng em, đang với mức giá là 9 triệu đồng. Các em có thể liên hệ trực tiếp để hưởng những chính sách ưu đãi của những cái đơn hàng đầu tiên khi mà chúng em mở bán những sản phẩm này ra. Công suất khỏe và đánh được loa khủng, các em có thể vào xem thêm video về sản phẩm này trên kênh của em. Em sẽ kết thúc video ở đây. Xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại các em vào những video clip tiếp theo.